đúng rồi. Còn chỗ nào nữa anh? Ê, đúng chỗ đó đó. Thêm chỗ này nữa đúng không? Phê quá em ơi. Đúng 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 chỗ đó em ơi. Alo. Ông Tony. Tôi xin lỗi ông nha. Sau này tôi không làm vậy nữa đâu. Không sao đâu. Không cần cũng được. Vì kể từ bây giờ mày không có cơ hội nào nữa. Chúng ra tay rồi, vậy bắt cho bằng được. Phim được dịch và lồng tiếng. Phân tán lực lượng ra đi. Nhớ cẩn thận. Ở ngay giữa trán.
Không cần. Tại sao chứ? Cô đấu không lại hắn đâu. Dạ đội trưởng, tìm thấy camera nhưng đã mất hết file hình ảnh rồi. Bên trên toàn là xác chết thôi. Hắn làm súng của đội trưởng ra nông nỗi này luôn hả? Sao tên Sơm Trai biết được mọi hành động của chúng ta? Dạ, chị Rom Ranh gọi nói với em. Anh Gân đi có một mình thôi. Bây giờ phải làm sao ông chủ? Cảnh sát nhiều như vậy, anh Gân chắc khó thoát được. Sơm Trai ra tay, chắc là sẽ không sống nổi đâu. Tôi không dễ chết như vậy đâu. Anh, cậu làm rất tốt. Xin chào quý khách. Quý khách muốn mua gì? Nếu anh muốn ăn thịt bé thì bé có bán không hả? Nè hả? Không cần sợ đâu cô em. Đàn em của anh chỉ ghẹo em để tạo không khí thôi à. Còn anh đây mới làm thiệt. Kể từ hôm nay cho đi, em phải trả tiền bảo kê cho anh, nghe rõ chưa? Mỗi tháng là 5.000 bạc. Nè, đừng có nhiều chuyện. Có tiền sẽ được yên thân. Đi chỗ khác đi. Biết. Nếu em không đưa tiền, từ giờ anh không dám bảo đảm cuộc sống của em có thể bình an vô sự. Trời ơi, cái gì vậy? Tụi này nó đúng là... Đi đi. Mau lên. Cái tụi này ác thiệt. Người mù mà tụi nó cũng vậy nữa. Thì bởi có chuyện gì trong đó vậy? Đúng rồi. Mấy tụi nó là bọn du côn đến đòi tiền báo kê á. Nè, còn biết thì... đi. Biết. Tôi chỉ có nhiêu đây. Trời đất ơi. Đa, họ đi chỗ khác đi. Ghê đặc, sao đánh nhau rồi? Mong gọi cảnh sát đi. Lợi hại gì? Đánh kéo không? Mày lại. Lần này là cán, còn lần sau là lưỡi, hiểu chưa? Biến đây đi. Chạy tụi bay. Chạy. Mau lên, mau lên. Đáng đời mà thiệt tình hả? Gì vậy? Mẹ ăn đi, đây. Đi, 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 đi đây, đi đây, đi đây. Đồ quỷ sứ. Mẹ yêu mù mà cũng tha nữa. Là tôi đây. Anh Gân.
Cảm ơn anh Gân vì đã ra tay giúp đỡ tôi. Không có gì đâu, chuyện nhỏ thôi mà. Thật ra anh không nên mạo hiểm tính mạng để giúp tôi như vậy. Nếu như anh mà bị gì thì thật không đáng chút nào. Đã nói là không sao mà, không cần phải lo cho tôi. Tôi thấy người đáng lo là cô mới phải đó. Sao lại như vậy? Tôi nghĩ đám du côn tới đồi tiền bảo kê này sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Các người không được dự kiến. Lùi lại. Mấy người muốn gì? Đi đi. Buông tôi ra. Đi qua đây. Mấy người muốn gì? Bỏ ra. Bỏ tôi ra. Đừng giữ nhé. Buông tôi ra đi mà. Chết đi. Tôi còn đi đâu. Tôi còn đi mà. Cứu với. Sao không ai làm gì hết vậy? Có luật pháp không? Cứu tôi với. Mấy người đó. Đúng rồi đó. Ông cảnh sát đi, sao bắt người vô cớ vậy? Kỳ vậy. Ly tiệm hoa. Tôi nghe nè. Đáng tiếc quá đi, bạn gái mày không nghe điện thoại được đâu. Lại đó. Thì là cái đứa bị mày đánh ở tiệm qua của con bạn gái mù của mày đó. Bây giờ tao bắt bạn gái mày rồi, muốn cứu nó thì tới đây. Trời ơi, xinh đẹp. Tại sao tao phải tin mày chứ? Nó thơm. Ê, tụi mày phải biết tôn trọng phụ nữ chứ. Nói vài câu với bạn trai cưng đi. Anh Gân ơi, cứu tôi với. Anh Gân à. Bây giờ thì mày tin chưa? Được rồi, mày muốn gặp mặt ở đâu đây? Mày phải tới nhanh đó nha, tao không kiềm chế được chú gái đẹp đâu. Hay là mình cưỡng hiếp con nhỏ mù này trước đi anh. Mày chờ thêm chút nữa được không hả? Chờ xử lý bạn trai của nó trước, sau đó chúng ta mới cưỡng hiếp nó trước mặt bạn trai nó. Phải làm như vậy mới kích thích, phải làm như vậy mới hả dạ chứ, đúng không? Phải. Hay quá đại ca. Ngoan ngoan ngoan. Lết chuột, lết chuột, lết chuột, lết người đẹp nè. Thơm đại ca, thơm không? Yeah. Nôn tới lượt mình quá đi. Chắc sướng lắm đây. Mày lâu quá đó, đi đâu vậy? Đi tè cái đã. Thế sao, thế sao? Được. Hùng tới cứu mỹ nhân kìa. Lia, cô không sao chứ? Anh Gân,
Tôi tới để cứu cô đây. Bộ mày tưởng dễ lắm hả? Hả? Ê, tụi bay qua đó tiếp đãi đàng hoàng nó cho tao. Ê, đứng yên đi. Nếu không tao bắn chết con nhỏ mù này bây giờ. Mày hả? Ngon hả con? Xong giờ ăn cọp nha. Anh ơi. Chết đi. Chết. Mày hả? Dại gái hả mày? Ngu mà ly. Chết nè. Anh lên. Anh ơi. Mày hả? Cho mày chết nè. Mày đánh mạnh lên coi. Chết nè. Anh chết. Mày. Đủ rồi. Chương trình hấp dẫn còn chưa chiếu mà. Tạm thời ngồi xuống. Đánh mày vài cái chưa xong chuyện đâu. Màn tiếp theo tao sẽ cưỡng hiếp bạn gái mày trước mặt mày. Là tôi đây. Anh Ginh, anh có sao không? Tôi không sao hết. Anh Ginh. Đi. À, Raja, cha ba, bám theo đám người quốc. Dạ, dạ. Đi thôi. Dạ, dạ. Hắn đi rồi. Bám theo. Dùng chiêu đánh lạc hướng à? Phim được dịch dạ. Là lồng chia nhau ra tại phim TV. Bắt đám người nước ngoài lại. Dạ, đội trưởng. Là cảnh sát cần lục soát không?
tên nó bỏ đi rồi đội trưởng à. Còn nói gì? Chỉ để lại cái vali thôi. Cứ bám theo đi. Thưa đội trưởng, tên đó cũng để lại vali rồi. Chuẩn bị đi, mục tiêu tới rồi. Dạ. Dạ rõ. Đi thôi. Là đội trưởng sao? Mày tiêu rồi, sơm chai à? Trời ơi! Máy đi. Ôi, sao mà con phá quá vậy, thấy chưa? Bể hết đồ rồi kìa. Xin lỗi chị đi con. Xin lỗi chị. Xin lỗi cô nhiều. Không con sao tôi đâu không mà. Cố ý. Để tôi đền tiền cho cô nha. Không cần đâu, tôi không xin lỗi. Cần, không cần mà. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV.
Nếu là người khác thì anh Tiêu chắc rồi. Chỗ này không an toàn đâu. Đi chỗ khác nói chuyện đi. Chết tiệt! Khi nào đội trưởng mới chịu bắt hắn đây? Anh thừa biết hắn đã làm gì mà. Bản thân tôi cũng rất muốn bắt hắn ta chứ. Nhưng chứng cứ mà chúng ta có vẫn chưa đủ. Có bắt rồi cũng phải thả ra. Mình không làm được gì hắn. Đã vậy chúng ta còn đánh rắn đồng cỏ nữa. Không phí công sao? Nhưng đã 10 năm rồi đó đội trưởng à. Cấp trên đánh giá là cậu đủ tố chất để chọn thực hiện nhiệm vụ bí mật của Cục Cảnh sát Quốc gia. Nhiệm vụ bí mật lần này có tên là chuyên án sâu. Cậu sẽ phải ẩn mình trong băng nhóm tội phạm trong một khoảng thời gian dài để điều tra và truyền tin cho cấp trên, nhằm tiến hành truy bắt và tố tụng. Nếu cậu đồng ý, chúng tôi sẽ lấy lý do để cậu rời trường, rồi tạo thân thế giả nhằm che giấu thân phận thật sự của cậu. Chỉ có tôi là cấp chỉ huy trực tiếp mệnh lệnh cho cậu và biết thân thế thật của cậu. Cậu có thắc mắc gì không? Tôi phải thực hiện nhiệm vụ này tới khi nào? Cho tới khi chúng ta bắt được mục tiêu. Tới khi nào bắt được Tony, khi đó cậu được nghỉ. Ráng tìm bằng chứng để bắt được hắn đi. Anh làm gì nói dễ lắm vậy? Anh cũng biết hắn rất là cẩn trọng mà. Có bao giờ tin ai đâu. Thậm chí là hôm nay hắn muốn giết anh. Hắn còn không cho tôi biết mục tiêu là ai cơ. Tony có vẻ thù hận đội trưởng lắm đó. Cho nên hắn mới tìm mọi cách để trả thù. Thậm chí hắn còn phái tới 2 người để thực hiện nhiệm vụ lần này đó. Như vậy là không hay rồi. Nhưng cậu có chắc chắn tên còn lại đã chết rồi không? Đừng coi thường khả năng của tôi chứ. Bắn hắn ngã từ tòa nhà cao cỡ đó, không chết thì cũng tàn phế thôi. Cậu đừng quá chủ quan. Nếu hắn sống và quay về báo cáo Tony, cậu sẽ gặp nguy hiểm đó. Trừ khi hắn có 9 cái mạng thì mới sống sót nổi. Nhưng làm sao hắn biết được chuyện đó là do tôi làm chứ?
Cậu nói đi. Nói những gì lúc nãy cậu nói với tôi. Lúc tôi tỉnh lại thì không nhớ gì nữa. Chỉ lập tức đi điều trị vết thương thôi. Cậu đi đâu mà gặp được Gân vậy? Em gặp ở tiệm qua mà anh Gân hay tới đó ông chủ. Với lại tại vì em nghĩ nếu như anh ấy muốn tìm chỗ trốn, anh ấy sẽ chọn chỗ mà anh ấy thích. Hơn nữa trước giờ anh Gân vẫn luôn là khách hàng thân thiết ở chỗ đó. À còn một chuyện quan trọng nữa. Là cô chủ ở đó đẹp lắm ông chủ, đẹp bá cháy bù chét luôn. Đủ rồi. Tóm lại là em gặp ở tiệm qua đó ông chủ. Cậu tới tiệm qua đó để làm gì? Giờ thấy quen quen, có cảm giác rất quen thuộc với chỗ đó, cho nên tôi mới quyết định tới thử, biết đâu sẽ nhớ ra. Nếu vậy tại sao mày nhận ra được Bin? Tôi không nhận ra cậu ấy. Bin chủ động tới gọi tôi, rồi nói ông chủ đang tìm tôi, nên tôi theo cậu ấy về đây. Biết đâu tôi biết được mình là ai. Cậu thử ráng nhớ lại đi Gân. Ai là người đã bắn cậu? Tôi thực sự không nhớ. Cậu không nhớ? Sao lại không nhớ được chứ? Vụ lần này chỉ có 4 người chúng ta biết. Tôi và ông Richie là người biết mục tiêu là ai. Ngoài ra còn có 2 cậu. Biết người bước lên trên sân thượng chính là Sơm Trai. Rốt cuộc ai là kẻ phản bội? Tôi cũng không biết. Nhưng ông chủ đã nói nhiệm vụ lần này được giao cho tôi và anh ta thực hiện. Ông nên hỏi anh ta đi chứ. Mày ám chỉ tao là nội gián hả? Nếu tao là nội gián thì tao về đây làm gì? Tìm cái chết hả? Không chừng mày có âm mưu gì đó, ai mà biết được. Nếu thật sự có ai đó đáng nghi thì người đó phải là mày mới đúng. Khi không mất tích mấy ngày liền, vừa về thì nói mình mất trí nhớ. Biết đâu là mày không hề bị mất trí nhớ thì sao? Chỉ có mày biết thôi. Hai cậu đừng cãi nhau nữa. Có ai tới chưa vậy? Dạ chưa có ai hết đó. Có chuyện gì? Dạ, tên Tony mở tiệc cạnh tranh với mình.
Vô. Mời. Ngon đó. Từ giờ chúng tôi phải nhờ vào hồng phúc của ông Tony, phải không mọi người? Phải. Hân hạnh mời mọi người dùng bữa tiệc hôm nay. Ngồi xuống ăn đi. Mời ngồi. Lâu mới được ăn ké. Tôi xin phép một lát. Đây, xin mời. Nhiều món quá. Người của mình bảo gì? Chị Sọn muốn phát điên lên, tức muốn học máu ra ngoài luôn. Muốn đối đầu với quyền lực của chúng ta hả? Chỉ nằm mơ thôi. Ông chủ à, thằng Sơn Trai đã quay lại làm việc rồi. Tốt. Nếu vậy mượn tay nó xử lý bắt Sọn đi. Cậu hãy gửi dữ liệu buôn người của bác Sọn cho thằng Sơn Trai biết. Ông chủ muốn thủ tiêu chị Sọn sao? Phải. Bơm nổ chậm, giữ lại chị phiền phức. Dạ. Sao cậu lại có những thông tin mật này? 50.000 đô la lần một. Có người gửi tới cho tôi. Phiên đấu giá sẽ kết thúc khi không có gửi tới đúng người cần. Gửi trực tiếp tới cho cậu. Người gửi thứ này cũng không bình thường đâu. Sẽ làm tất cả những điều bạn muốn. Tôi nghĩ ý tôi là bất cứ điều gì. Chắc là tranh giành quyền lực trong nội bộ. Xin chào. 22. Nếu chúng ta chỉ điểm rõ ra tới như vậy. Cảm ơn. Cậu không cần chờ nữa. Tiến hành bắt giữ ngay đi. Mấy băng nhóm xấu xa này không nên để sống. Ta vẫn chưa biết sao quy của bọn chúng. Rồi cậu tính sau. Phải dụ hắn ra khỏi hàng. Cái đám xấu xa.
Chào mừng các vị khách quý có mặt tại đây. Hôm nay chúng ta lại tiến hành đấu giá. Mức giá khởi điểm sẽ là 50.000 đô la. Mức tăng giá mỗi lần là 5.000 đô. Được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu. Quý cô đầu tiên. Ê, làm gì đó? Đi thôi. Phía trước đã xong. Bên ngoài đã xong. Nghe rõ, chờ lệnh và bắt người. Đi. Đi theo tôi. Mau trốn vào phòng đi. Không đáng mặt đàn ông. Một đám đàn ông các người xúm vào đối phó với một người phụ nữ, vậy mà cũng dùng tới súng nữa sao? Được. $50.000 lần 1, $50.000 lần 2, $55.000 lần 1. 80.000 đô la. 80.000 lần 1. 80.000 lần 2.
chuẩn bị. Phim được dịch và lồng tiếng tại phim team. Nó là ai? Tổng cộng mấy đứa? Một mình nó. Giữ đó. Năm mươi lăm ngàn lần một, 55.000 lần hai, và 80.000 đô la. Cả hai đứng yên, chúng tôi là cảnh sát. Ra đi mà. Trời ơi, ai dạ. Cái đầu bà. Đi, mở lên. Phần lớn đối tượng đều bị khống chế. Tuy nhiên không bắt được bác Sởn, đã huy động lực lượng hỗ trợ rồi. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Thật sự rất cảm ơn. Chị nhà cẩn thận nha. Cảm ơn chị nhiều. Cảm ơn chị.
Hành động lần này xem như là đã thành công. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Đội trưởng à, bác Sởn trốn thoát rồi sao? Đúng vậy. Đúng ra không nên để A thoát. Nhưng mà ít nhất cũng đã phá hủy hang ổ của A. Kể từ giờ A sẽ khó sống. Vừa bị cảnh sát truy bắt, vừa bị đồng bọn đâm sau lưng nữa. Em xin lỗi đội trưởng. Em lại mắc sai lầm nữa rồi. Sai lầm gì cha ba? Cô đã làm rất tốt. Đây cũng là lần đầu tiên cô đã không tự ý vượt giới hạn của mình. Dù có chút sai sót, nhưng cuối cùng vẫn thoát ra được thôi. Nhưng mà ngoại hình cô bây giờ hơi bị bù xù đó nha. Đội trưởng này, người ta còn đang tận hưởng lời khen, tự nhiên anh nói câu cuối nghe dễ quê độ ghê. Đội trưởng làm gì vậy? Thì chụp hình. Chụp hình cô chứ làm gì? Tôi sẽ gửi nó vào nhóm chat, rồi mấy người kia sẽ up nó lên Facebook. Không phải cô là hot blogger sao? Up hình bây giờ nè, đảm bảo lượt like sẽ siêu cao. Không được làm vậy mà đội trưởng ơi. Đừng làm vậy. Nếu như anh up hình đó, em mất cả 1000 like đó anh. Em phải luôn xinh đẹp mới được. Cứ tin tôi đi. Công nhận là hôm nay đội trưởng nhìn cũng rất đẹp trai đó nha. Em cũng chụp hình anh luôn ha. Không được. Chụp chút đi. Không được chụp hình, không được. Cười đi, cười đi. Đây là mệnh lệnh. Đẹp trai quá chừng à. Đưa mặt đây chụp cái coi. Đội trưởng, cho em chụp hình cái đi. Có chuyện gì? Bác Sởn trốn thoát rồi ông chủ. Tiếp theo chúng ta nên xử lý bác Sởn như thế nào đi? Cứ thả A đi, không bấu víu vào ai được đâu. Dạ. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Tạm thời trốn ở đây đi chị. Cậu có chắc cảnh sát sẽ không tìm ra chỗ này không? Chắc chắn mà chị, chỗ này là an toàn nhất rồi. Vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm gì đây? Vẫn chưa biết nữa. Nhưng trước tiên, bằng mọi giá phải xử lý những kẻ đã hãm hại tôi. Chúng là ai vậy chị? Còn ai nữa? Chính là thằng Tony. Nó coi tôi như trái bom nổ chậm, nên phải thủ tiêu tôi để khỏi ngán đường nó. Xin mời chị Sởn. Chào cô bác Sởn. Uống chút rượu đi. Cạn ly luôn. Được. Tốt. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Cô tắm trước đi. Nhanh. Không cần đâu. Đỡ tốn thời gian. Từ từ đã, đâu cần gấp gáp. Thời gian là vàng bạc mà. Nè.
Ông bỏ gì trong rượu? Tôi chỉ bỏ chút thuốc vào trong ly thôi. Phòng hờ cô sẽ chống cự tôi. Sao phải bỏ thuốc tôi chứ? Có vậy mà cũng hỏi. Thì tôi không muốn cô trốn ra nước ngoài. Thay vào đó, tôi muốn giao cô cho Tony. Như vậy có phải hay hơn sao? Bắn có một mũi tên mà trúng tới hai con nhạn luôn. Trời ơi. Phải nói là quá lời. Đồ khốn nạn. Cảm ơn đã khen tôi. Tôi nhận. Tôi khốn nạn từ lâu rồi, giờ mới biết hả? Chúng ta sẽ vui vẻ với nhau lần cuối trước khi chết nha, Sọn. Chơi tay nái rồi đó mày ha, sướng ha. Con khốn nạn này. Ông chủ.